Chào mừng các bạn đến với kênh của Minh Hải Lý Duyên nha. Bữa nay có anh kia kêu cầm 10 cây cần nha các bạn. 10 cây, cây 5 cây ngắn, 5 cây dài. Rồi cầm ở dưới đó. Rồi các bạn theo dõi ha. Chơi tay nè. Rồi tháo dây xích ra. Dây vô đó giùm em cái này là ổng buộc rồi. Đang buộc dây nha các bạn. Đấy, kéo xuống mới rồi giờ chống rồi giờ cầm nha các bạn. Tài xế này anh chơi không buộc dây luôn. Nãy tivi gì này anh chơi ghê quá. Anh chơi anh gây kẹp đầu đầu cừ của người ta cái anh cầm xuống luôn à. Kiểu này hư cái gào, kiểu này hư cái gào về chủ la chết luôn rồi. Đất cũng tương đối mềm.
Đẩy qua, đẩy qua, đẩy cái chân qua giùm em cái. Nhóm lên cái, nhóm lên cái. Con nó chịu nghe đâu. Mò cái đất đây nó chừng sắp cái cầm ra nó nghe. Mò mò hết lại à. Cho lụi luôn. Nhắm vô thẳng nha.
chuẩn bị lụm gạo. Xong rồi mình chuẩn bị lụm gạo các bạn. Theo dõi mình tiếp tục hành trình đi các bạn. Hôm nay biết sao đây, mò đói rồi. Bờ ngang gặp chỗ này quá trời mai luôn các bạn.